trước cái vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, thì cái kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý Thị trường đã yêu cầu các đơn vị liên quan, các cục quản lý thị trường địa phương là tập trung kiểm tra và xử lý các cái tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên các cái địa bàn thuộc phạm vi mình quản lý trong năm 2020. Thế nhưng mà trước tiên thì tôi muốn dành câu hỏi cho ông Nguyễn Đức Lê ạ. Cái kế hoạch 3972 của Tổng cục được ban hành ấy, thì xin ông cho biết là cái tầm quan trọng của nó và cái ý nghĩa đối với cái công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nói chung và đối với lực lượng quản lý thị trường nói riêng nó như thế nào, và cái thứ hai nữa là xin ông cho biết là cái kết quả triển khai cái kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý Thị trường trong năm 2020 đến bây giờ đã đạt được thì nó như thế nào? Thế thì ngay từ những ngày đầu thành lập Tổng cục thì một mối quan tâm đầu tiên mà Tổng cục trưởng đặt ra cho các đơn vị tham mưu đó là làm sao để mà có một cái kế hoạch nó mang tính chất là xương sống cho năm 2020, đấu tranh trọng điểm vào vấn đề hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bởi vì như chúng ta đã biết là Việt Nam hiện nay đang tham gia nhập vào rất nhiều cái hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, mà gần đây là hiệp định EVFTA. Mà một trong những vấn đề mà các nước tham gia các cái hiệp định này quan tâm đến đó là vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy thì cái tầm quan trọng của cái kế hoạch 3972 này là sẽ tập trung vào công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại 20 địa bàn trọng điểm. Tại sao nói là 20 địa bàn trọng điểm? Là vì những địa bàn này là có những cái tụ điểm chuyên sản xuất, kinh doanh, tàng trữ và là cái nơi khởi nguồn của những cái hoạt động liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với kế hoạch 3972 thì Tổng cục Quản lý Thị trường đặt ra những mục tiêu rất cụ thể và phấn đấu phải đạt được trong năm 2020. Những mục tiêu đấy có thể nêu là: thứ nhất là đối với công tác tuyên truyền thì chúng tôi đặt mục tiêu là trong năm 2020 là phải đạt 100% các cái hộ kinh doanh rồi sản xuất rồi các cái địa bàn nội cộm, trên các địa bàn nội cộm đấy thì đều được tuyên truyền và ký cam kết để mà không sản xuất, không kinh doanh, không tàng trữ, không buôn bán đối với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và xâm phạm quyền. Thứ hai nữa là 100% các cái cơ quan chính quyền, cơ quan chức năng ấy, cơ quan chính quyền địa phương cùng với các cái cơ sở quản lý nhà nước tại địa phương thì rồi các cái cơ sở kinh doanh thương mại, rồi các tuyến phố thì đều được là lực lượng quản lý thị trường tiếp cận và tuyên truyền phổ biến các cái quy định mới của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống đối với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và cái đặc biệt hơn nữa thì là chúng tôi sẽ phấn đấu đến 90% đến 100% là số kinh doanh, cái cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nội cộm là không còn kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc là hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và chúng tôi cũng phấn đấu đạt một con số tương tự như vậy, đó là từ 90 đến 100% những cái cơ sở kinh doanh đã vi phạm trong cái vấn đề này rồi là không tái phạm nữa. Đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá kế hoạch 3972 hiện nay đang đi rất đúng hướng và cũng đã đạt được cái kết quả bước đầu rất đáng được ghi nhận. Từ đầu năm 2020 đến nay thì tại 20 địa bàn cụ thì chúng tôi đã tiến hành kiểm tra được 1.064 vụ, số tiền xử phạt là gần 12 tỷ đồng và trị giá hàng tịch thu là hơn 8 tỷ đồng và đã chuyển được cơ quan điều tra là 4 vụ. Có một điều tôi muốn thêm một chút là để tổ chức thực hiện tốt hơn cái kế hoạch 3972 ở cấp địa phương thì ông có kiến nghị như thế nào đối với cục quản lý thị trường của Lạng Sơn và Đồng Cai trong thời gian tới tổ chức thực hiện cái kế hoạch này có hiệu quả tốt hơn? Như chúng ta cũng đã thấy là địa bàn của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Lào Cai đó là địa bàn giáp ranh với nước bạn Trung Quốc,
chúng ta thấy rằng là cái khởi nguồn của các cái hàng hóa giả rồi hàng hóa mà xâm phạm quyền sở hữu đa phần bắt nguồn từ Trung Quốc chuyển sang, thì với vai trò là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo tổng cục thì cục điện tử của chúng tôi thì thấy rằng là đây là hai địa bàn mà có cái hoạt động buôn bán rất là sôi động, và chính vì nó sôi động như thế cho nên là lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn cần tập trung nhiều nguồn lực hơn cho cái công tác quản lý địa bàn. Chúng ta phải nắm chắc được quản lý địa bàn thì chúng ta mới có thể phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu những cái hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ cái việc theo dõi quản lý địa bàn đấy thì gắn với việc công tác quản lý thì chúng ta cũng xây dựng những kế hoạch một cách cụ thể, đề ra những mục tiêu cụ thể hơn nữa để chúng ta thực hiện. Có cái sự gắn kết trách nhiệm giữa công chức lãnh đạo và công chức quản lý địa bàn cũng như các cái tổ nhóm, giống như là Lào Cai đã có những cái tổ về thương mại điện tử đấy, thì từ đó thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện tốt được cái những cái mục tiêu mà cái kế hoạch 3972 đề ra từ nay cho đến cuối năm 2020. Cảm ơn ông Nguyễn Đức Lê. Nó cũng như là một cái thông điệp rất là đáng quý cho hai cục quản lý thị trường của địa phương. Đối với Lạng Sơn thì là một trong 20 điểm nổi cộng mà được xác định trong kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý Thị trường. Vậy thì xin hỏi ông Vũ Hồng Trung là ông có nhận định như thế nào trong thời gian tới về cái nguy cơ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn, và đặc biệt là Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn sẽ có những cái giải pháp như thế nào để tổ chức triển khai thực hiện cái kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý Thị trường được hiệu quả hơn? Vâng, thì tôi xin phép là đi thẳng vào vấn đề. Thì về nguy cơ tiềm tàng của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thì trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thì ở đây tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả các đồng nghiệp cũng như tất cả các bạn đang theo dõi. Thì nếu quay trở lại tỉnh Lạng Sơn cách đây từ 3 đến 4 năm về trước, khi tất cả chúng ta đi đến bất kỳ một cái chợ nào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có thể nói như là chợ Kỳ Lừa hay chợ Đông Kinh hay chợ Tân Thanh vân vân, hoặc bất kỳ một hộ kinh doanh nào, thì việc không khó để tất cả chúng ta có thể mua được một món đồ mà giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như là Adidas, Nike, Chanel, Dior vân vân. Tuy nhiên thì từ năm 2017 thì lúc đó còn là Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn, thì chúng tôi cũng đã rất quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Chính vì quyết liệt như vậy, đến thời điểm đấy thì Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành hai kế hoạch thực hiện hai nội dung đột phá về nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn và nâng cao về tuyên truyền văn minh thương mại. Kế hoạch đấy thì được thực hiện xuyên suốt từ năm 2017 đến hết năm 2020. Thì sau khi triển khai các kế hoạch, thì tất cả các đơn vị trực thuộc đã triển khai rất quyết liệt, từ công tác tuyên truyền đến kiểm tra, đến giám sát. Thì đến thời điểm hiện tại thì cơ bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì không còn hiện tượng là bày bán tràn lan tất cả các mặt hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Từ khi nhận được kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý Thị trường, thì khi đó thì về phía Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi cũng không ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ngay, mà với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại các địa bàn trọng điểm trên toàn tỉnh, với sự tham gia đồng bộ của tất cả các lực lượng chức năng, từ chính quyền từ cấp tỉnh, cấp xã, cấp huyện. Trong thời gian tới thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn chúng tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo tất cả các đơn vị là trực thuộc là tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, thực hiện tốt nội dung đột phá về công tác quản lý địa bàn cũng như là về tuyên truyền văn minh thương mại, giám sát hoạt động kinh doanh tại các chợ, tuyến phố mà đã được nhận diện tại kế hoạch 3972 là địa điểm nổi cộng về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đó là ở chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa tại thành phố Lạng Sơn, chợ Tân Thanh,
và chợ Tân Thanh Hồng Kông ở huyện Văn Lãng. Thì bên cạnh là cái công tác tuyên truyền và kiểm tra ấy, thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn chúng tôi cũng sẽ tập trung và kiên quyết xử lý nghiêm đối tất cả các đối tượng cố ý, cố tình bày bán, kinh doanh hàng hóa giả mạo. Đây, đó là địa bàn của tỉnh Lạng Sơn. Đối với địa bàn của tỉnh Lào Cai thì xin hỏi ông Nguyễn Quang Hiểu là với cái vai trò của cơ quan trực tiếp đấu tranh chống hàng giả thì ông nhận định thế nào về cái nguy cơ tiềm tàng đối với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai? Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai sẽ triển khai cái kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý Thị trường như thế nào từ đầu đến cuối năm và có thể là tiếp theo năm tới nữa? Báo cáo các đồng chí là cái nguy cơ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như là không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể xuất hiện ở bất kể mọi nơi nào, và đặc biệt là Lào Cai lại là một cái tỉnh giáp danh với lại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Cái địa hình Lào Cai rất thuận lợi, như tôi nói ở trên rồi, là cư dân sống dọc biên giới rất nhiều, và cái tiềm ẩn cái việc mà hàng hóa tập kết tại các cái nhà dân ở khu dân cư, sau đó là đưa vào, do cư dân sống ở dọc biên giới nhiều, cái hàng giả ở Trung Quốc đưa về Việt Nam chắc chắn là sẽ còn tăng. Như đồng chí Lê và đồng chí Hùng, đồng chí nói là cũng có ý kiến trên ấy, là cái nguy cơ đấy là rất là cao. Thì cái mặt hàng chúng tôi nhận định là nó sẽ tập trung vào một số cái mặt hàng chủ yếu như là thời trang như quần áo, giày dép, mũ mã mà giả nhãn hiệu của một số thương hiệu. Thế rồi là cái thực phẩm, rồi là cái các cái mặt hàng mỹ phẩm. Từ nay đến cuối năm thì nó cũng là vào cái thời gian mà là trong chuẩn bị cho cái năm học mới, thế rồi chuẩn bị cho Tết Trung Thu, thế rồi là Tết Nguyên Đán, sẽ xuất hiện nhiều các loại hàng giả, hàng cấm, rồi là hàng không rõ nguồn gốc, rồi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vân vân sẽ xuất hiện. Từ những cái nhận định này thì Cục Quản lý Thị trường Lào Cai có các cái giải pháp thông qua cái kế hoạch 3972 triển khai nhiệm vụ đến từng địa bàn ở các huyện, đặc biệt là tập trung vào một số những địa bàn mà xác định là nổi cộm và vùng sâu vùng xa, và yêu cầu các cái đội là phải rà soát lại các cái mặt hàng, rồi là các cái loại hàng hóa, rồi cái địa bàn nào có thể mà hàng hóa nó xuất hiện, hàng giả xuất hiện ở trên địa bàn. Thế rồi là chủ động liên hệ với lại các cái doanh nghiệp, các cái nhãn hàng để làm sao mà phối hợp với lại Cục Lào Cai cũng như là các cái hộ kinh doanh, các cái cơ sở kinh doanh lớn để người ta không, các siêu thị để người ta nắm được các cái thông tin về sản phẩm để người ta cùng chống lại cái hàng giả xuất hiện trên địa bàn. Thế rồi là cũng vận động tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật với lại ký kết đối với lại các cái hộ kinh doanh cũng như là các cái cơ sở kinh doanh để không kinh doanh cái hàng giả, và đặc biệt là các cái hàng mà kém chất lượng, hàng mà tiêu dùng có thể là vào trong thị trường mà người tiêu dùng mua phải ảnh hưởng sức khỏe con người. Thế rồi là chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý các cái tụ điểm, các cái điểm bán công khai hàng hóa, và đặc biệt là những cái chỗ đã xử lý vi phạm rồi thì không để tái phạm nữa. Thế rồi là gắn cái trách nhiệm của cán bộ công chức vào cái từng địa bàn một, và cái người đứng đầu là đội trưởng và phải có cái trách nhiệm đối với lại cái địa bàn mà được giao nhiệm vụ nếu xảy ra cái hiện tượng kinh doanh hàng giả hay bày bán hàng giả trên địa bàn. Thế rồi là cũng phải tranh thủ cái sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để gắn cái trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 địa phương các huyện vào cái địa bàn đó, thì trong đó có tất cả các ngành quản lý trường, công an, thuế, rồi là một số ngành khác nữa là trọng điểm ở trên địa bàn, để làm sao kết hợp với lại cái việc tuyên truyền đến các cái hộ kinh doanh, rồi các cái chợ trung tâm của cụm xã, rồi là chỗ trung tâm của huyện, hay là các cái điểm kinh doanh lớn trên địa bàn, thì chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới như vậy. Cảm ơn ông Nguyễn Quang Hiểu. Qua đó thì cũng có thể thấy là Cục Quản lý Thị trường Lào Cai sẽ có rất nhiều những cái biện pháp
rất là cụ thể để triển khai thực hiện làm sao cho nó có hiệu quả và cái công việc chuyên môn chung, cũng như là nhấn mạnh vào cái thực hiện cái kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường đã đề ra. Ở cái góc độ bảo vệ người tiêu dùng, cái ý kiến tiếng nói từ phía người tiêu dùng là rất là quan trọng. Vậy thì xin hỏi ông Nguyễn Mạnh Hùng là trong thời gian tới thì hội sẽ có những cái hoạt động như thế nào để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tốt hơn trước cái vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, rồi hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, và ông có cái khuyến nghị gì tới cái các cái cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường, trong cái việc nâng cao cái hiệu quả đấu tranh phòng chống và ngăn chặn cái vấn nạn hàng giả? Chúng ta biết hiện nay là cái quyền lợi người tiêu dùng đang bị xâm hại rất nghiêm trọng. Đây không phải đánh giá của tôi, mà cái đánh giá trong cái chỉ thị 30 của Ban Bí thư. Thế như vậy là việc của chúng ta còn rất nhiều. Chúng tôi chỉ là đóng góp một phần rất nhỏ. Người ta biết là hội thì nó không phải cơ quan nhà nước, trên quyền hạn nó không có. Thế thành ra ý tưởng thì nhiều, nhưng chúng tôi phải lựa cái khả năng của mình. Đấy, thế thì những cái việc mà chúng tôi đang dự kiến làm đây, và cũng có nhiều triển vọng, ví dụ tổ chức biên soạn phát hành cái cẩm nang tiêu dùng. Nói một cách nôm na là chúng ta biết là hàng hóa là rất nhiều, hàng vạn, hàng triệu mặt hàng lưu thông, nhưng mà làm sao tiêu dùng một cách nó khoa học, một cách nó an toàn thì cần có tư vấn. Thì cái này tôi cho rất là cần. Mà ý tưởng của tôi muốn xây dựng thành một cái tủ sách. Tại sao? Bởi vì cái hàng hóa nó không cố định. Hôm nay cái hàng này tốt, tiêu chí thế này tốt đấy, nhưng ngày mai bản thân người ta cũng cải tiến, tiêu chí nó khác mất rồi. Thế còn chưa kể những cái hàng hóa, hàng giả như chúng ta đang bàn hôm nay ở đây, nó là vấn đề rất là quan trọng. Vậy thì giúp làm sao người tiêu dùng phân biệt được hàng thật hàng giả. Thế thì chúng tôi dự kiến và sẽ tiến hành từng bước một để xây dựng và ban hành cái cuốn cẩm nang. Thế thứ hai là chúng tôi cũng dự kiến tổ chức những cái hội thảo về chống cái hàng giả. Tất nhiên hàng giả hôm nay mình bàn một cái đề tài rất rộng đấy, nhưng có thể chúng tôi sẽ bàn về những cái chủ đề nó rất là cụ thể. Thế còn nghĩa là cái gì? Là cái khảo sát thì sẽ tùy tình hình thị trường, nó nóng lên vấn đề gì chúng tôi sẽ khảo sát, nhưng mà phải được cơ quan có đủ thẩm quyền đấy, để mà đưa vào kiểm nghiệm và kết luận. Ví dụ trường hợp mà có cái hàng hóa trên nhãn anh ghi rất là hoành tráng, thực tế ruột gan bên trong có phải vậy không? Vậy thì phải khảo sát, vậy thì phải có cái kiểm định, giám định thì mới phân tích, mới rõ ra được. Thế và nếu trường hợp mà cái nhãn hàng hóa và cái bên trong nó lại như nhau, có nghĩa đây là cái thông tin thật, vậy chúng tôi cũng tuyên truyền ra để giúp cho người tiêu dùng yên tâm là cái thứ này nó là hàng thật. Nhưng ngược lại, nếu mà bây giờ kiểm tra ra thì nhãn anh ghi rất hoành tráng, đồng hộp sữa tỷ lệ đạm nhất này khác, tóm lại chất béo thì ngon lành cả, nhưng kiểm tra không phải như vậy. Vâng. Hay là cái cồn mật gấu anh trên nhãn nói bao nhiêu phần trăm đấy, nhưng về kiểm tra nó rất ít thôi. Thế thì cũng là một cái công bố để mà góp phần cảnh báo người dùng. Thế còn ngoài ra những công việc khác như là tham gia tuyên truyền, là phổ biến chính sách, xây dựng pháp luật chúng tôi vẫn đang làm rồi. Thế còn đối với cơ quan nhà nước này, thì hôm nay nhân tiện có lực lượng quản lý thị trường ở đây, thì trước hết về góc độ người tiêu dùng, thế phải nói là chúng tôi ghi nhận cái sự nỗ lực của quan chức năng. Trong đó thị trường hôm nay ngồi đây thì tôi ghi nhận là thị trường đấy, mấy năm gần đây là làm rất tích cực. Nhưng mà so với tình hình mà như chỉ thị 30 của Ban Bí thư nêu đấy, là cái việc người tiêu dùng bị xâm hại còn rất nghiêm trọng, thì quả thật là cái việc của chúng ta còn rất nhiều, rất lớn, phải nói như thế. Thế nhân đây chúng tôi muốn mong thế này. Thứ nhất là các cơ quan chức năng đấy đã đẩy mạnh kiểm tra rồi. Thế như chỗ Lạng Sơn và công ty vừa nói so trước đây là cũng giảm rất nhiều, đúng không? Thế nhưng mà vẫn phải tăng cường kiểm tra, đặc biệt là cái hậu kiểm. Trên thị trường có thể nó không dám ngang nhiên bày công khai như trước, nhưng mà đấy chúng ta phải xem, vậy thì có phải nó là cái bề nổi của cái tảng băng chìm hay không? Bởi vì mình kiểm tra thì đương nhiên nó phải co lại, không ai nó tiếp tục ngang nhiên thách thức mình như thế cả. Nhưng mà những cái điểm đấy là cái điểm mà giới thiệu quảng bá đấy, nó bán qua mạng vân vân. Và quan trọng nhất là bán buôn. Còn bán lẻ người tiêu dùng thì tôi nghĩ là ở một cái thành phố ở vùng biên giới thì chắc không phải đông dân cư lắm, đúng không? Đấy, quan trọng là bán buôn. Đấy thì mình phải tiếp tục phải tìm hiểu. Mong muốn là các ông chí là tiếp tục nâng cao tinh thông cái nghiệp vụ
để làm sao mà giống như ông bác sĩ ấy, nhìn nó ra vi trùng, nó nhiều cái phản xạ nghề nghiệp ấy. Ông thị trường phải thế chứ đừng yên tâm, thấy nó không có gì bảo chắc ổn, không phải thế. Luôn luôn phải cho mình một cái dấu hỏi, tại sao nó lại như vậy. Nếu nó lành mạnh thì ok, nhưng nó là cái đánh lừa mình thì mình lại phải có cái biện pháp. Thì tôi nghĩ thế, tức là phải tăng cường cái hậu kiểm và nâng cao cái nghiệp vụ để mình có thể ứng phó với mọi tình hình. Còn nữa là cái gì, là có biện pháp chung quanh cái quản lý quảng cáo. Thế nên cái việc này ngoài bên quản lý trường, cơ quan chức năng khác đấy. Bây giờ cái quảng cáo mà cái kiểu cứ thực phẩm chức năng rồi thực phẩm và sức khỏe mà cứ nói nóng như là thuốc chữa bệnh, thậm chí như là bách khoa toàn thư thì rõ ràng là ổn rồi. Cho nên phải xử lý cái chuyện đấy chung quanh cái quảng cáo. Thế cái nữa là cái gì, là tham mưu cho cấp có thẩm quyền đấy, ban hành hoàn chỉnh cái chính sách pháp luật, chính là đường ray hành lang để giúp chúng ta có cái cơ sở đấu tranh ngăn chặn cái hàng giả nói chung. Vậy thì xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng. Những cái chia sẻ từ phía tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tôi nghĩ là chắc là cũng sẽ rất là hữu ích cho các vị cơ quan chức năng. Kính thưa quý vị, ngăn chặn đẩy lùi hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc không chỉ bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ các doanh nghiệp chân chính, nâng cao uy tín hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các cấp ngành địa phương có liên quan đã và đang chỉ đạo quyết liệt, lực lượng quản lý thị trường đã và đang đấu tranh ngăn chặn cùng với sự chung tay của các cấp, các ngành có liên quan, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nói chung tại địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai nói riêng, hy vọng sẽ từng bước được đẩy lùi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các diễn giả đã tham dự cuộc tọa đàm. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.